Thế giới bóng đá đang trải qua những giây phút đầy buồn bã do sự qua đời của hoàng đế Frank Beckenbauer. Cập nhật trên cùng nhiều nội dung về làng Túc Cầu sẽ có mặt trong bản tin ngày 9 tháng 1. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Bình luận viên Anh Quân News và chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Hoàng đế Frank Beckenbauer qua đời. Kevin De Bruyne không đá chính trận gặp Newcastle. Lionel Messi kiểm tra y tế trong mùa giải mới. Hôm nay là một ngày rất buồn với bóng đá Đức và cả làng Túc Cầu khi thông tin hoàng đế Frank Beckenbauer qua đời ở tuổi 78 xuất hiện trên truyền thông. Theo đó, gia đình của cố huyền thoại sinh năm 1945 đã xác nhận tin tức trên và hàng loạt hành động tưởng nhớ đang được tiến hành. Được biết trong sự nghiệp lừng lẫy của mình thì hoàng đế Frank Beckenbauer đã giành rất nhiều vinh quang và luôn nhận đánh giá là một trong nhân vật vĩ đại nhất của bóng đá Đức. Phải đến làm khách trên sân DW của Wigan ở vòng 3 FA Cup, nhưng với chất lượng nhân sự vượt trội thì Manchester United đã tỏ ra áp đảo trong 45 phút đầu tiên. Cụ thể, Quỷ Đỏ cầm bóng 66% và tung ra được 17 cú sút trước khi bước vào giờ nghỉ. 7 phần dứt điểm trong số đó đi trúng đích và điều này dẫn đến bàn mở tỷ số của Diogo Dalot ở phút 22. Ở chiều đối diện, Wigan thất bại trong việc gỡ hòa trước giờ nghỉ nên đánh bước vào hiệp 2 với bất lợi về mặt tỷ số. Thời gian sau đó tiếp tục diễn ra sôi nổi với hàng loạt pha dứt điểm được tạo ra. Được biết Quỷ Đỏ vẫn là bên chơi lấn lướt hơn và thầy trò huấn luyện viên Ten Hag đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt do công của Bruno Fernandes ở phút 74. Chung cuộc, Man United đã bại Wigan với tỷ số 2-0 để điền tên mình vào vòng 4 FA Cup. Đây cũng là kết quả giúp thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag có thêm sự tự tin trước đại chiến Tottenham vào cuối tuần này. Kevin De Bruyne vừa gây ấn tượng khi tái xuất và có một kiến tạo trong trận đấu giữa Man City và Huddersfield Town tại Cup FA. Việc này càng thu hút nhiều sự chú ý hơn khi vào cuối tuần này thì The Citizen sẽ đại chiến Newcastle ở giải Ngoại Anh. Thế nhưng trong buổi phỏng vấn mới đây thì nhạc trưởng người Bỉ đã xác nhận bản thân sẽ không đá chính mà tiếp tục ngồi dự bị trong cuộc đấu kể trên. Dẫu vậy, về phong độ rất tốt gần đây thì The Citizen vẫn được đánh giá cao trước đối thủ Newcastle. Dù đang trong thời gian không thi đấu nhưng Cristiano Ronaldo vẫn duy trì chế độ tập luyện vô cùng nghiêm ngặt. Theo đó, CR7 vừa gây chú ý khi đăng tải hình ảnh trong phòng gym lên Instagram và nhận về nhiều bình luận từ người hâm mộ. Quả thật là một tinh thần chuyên nghiệp và có lẽ nhiều ngôi sao trẻ tuổi cần phải học tập Cristiano Ronaldo về độ chăm chỉ trong tập luyện để kéo dài sự nghiệp quần đùi áo số của mình. Nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới thì Lionel Messi đã tới trụ sở của câu lạc bộ Inter Miami vào hôm qua để kiểm tra y tế. Trên hành trình đó thì Apuga cũng đã nán lại để chụp ảnh cùng một vài cổ động viên. Được biết đây sẽ là mùa giải trọn vẹn đầu tiên của chủ nhân 8 quả bóng vàng ở đại diện xứ sở cờ hoa và các fan để mong chờ các màn trình diễn thượng hạng của Messi tại đội bóng chủ quản. Arsenal vừa để thua Liverpool trên sân nhà và có một chi tiết đáng chú ý là doanh nhân Josh Korenke cũng có mặt tại thánh địa Emirates vào đêm chủ nhật. Theo đó, một trong những vị sếp lớn nhất của pháo thủ đã xuống tận phòng thay đồ sau trận đấu để nói chuyện với huấn luyện viên Mikel Arteta và các cầu thủ. Thông tin trên mang đến niềm hy vọng dành cho các fan ông lớn thành London về khả năng đội nhà sớm thoát khỏi những khủng hoảng trong thời gian tới. Manchester United vẫn đang đón nhận liên tiếp những sự biến động nơi thượng tầng của đội bóng. Theo đó, các cập nhật mới nhất cho biết một công thần trong quá khứ của Quỷ Đỏ là David Gill gần đây đã trở nên gần gũi hơn với bộ sậu đội bóng cũ và có thể được Ineos cân nhắc hợp tác. Đây là thông tin nhận được khá nhiều phản hồi tích cực của các fan Quỷ Đỏ khi họ đang ngóng chờ những biến chuyển đầu tiên từ cuộc cách mạng của Sir Jim Ratcliffe. Christian Pulisic vừa có một kiến tạo trong trận thắng của AC Milan trước đối thủ Empoli. Chi tiết này tiếp tục là minh chứng cho việc cầu thủ người Mỹ đang cực kỳ thăng hoa tại sân San Siro. Theo đó, chỉ tính riêng ở Serie A thì Pulisic đã có 6 bàn thắng và đây là số pha lập công nhiều nhất mà một ngôi sao xứ sở cờ hoa từng ghi được tại sân chơi hấp dẫn nhất đất nước hình chữ ủng. Không những vậy, cầu thủ người Mỹ cũng đã có 5 đường dọn cỗ sau 19 vòng đấu và nhiều khả năng các thống kê tích cực trên sẽ còn tăng cao trong thời gian tới. Victor Roque đã có mặt ở Barcelona và nhiều cổ động viên lo sợ việc này sẽ ảnh hưởng đến thời lượng ra sân của Robert Lewandowski. Tuy nhiên, huấn luyện viên Xavi lại không nghĩ vậy khi chiến lược gia người Tây Ban Nha rất tự tin tiết lộ kế hoạch về hai cầu trò qua phát biểu.
Victor Roque và Lewandowski có thể chơi cùng nhau. Tôi nghĩ họ có thể thích nghi hoàn hảo và Victor sẵn sàng thi đấu tốt ở nhiều vị trí. Quả là một nhận xét lạc quan và các culé đang rất chờ đón sự kết hợp mà Xavi vừa nói đến trong các trận cầu tiếp theo của Blaugrana. Thêm một thông tin liên quan đến Barcelona, nhưng theo chiều hướng tiêu cực thì ngôi sao Inigo Martinez vừa nhận được xác nhận là dính chấn thương. Theo đó, cầu thủ này gặp vấn đề gần khuèo và dự kiến phải ngồi ngoài một tháng. Đây là thông tin không thể buồn hơn dành cho huấn luyện viên Xavi khi ông thầy xứ đỡ bò đang trong giai đoạn chuẩn bị cho chiến dịch siêu cúp Tây Ban Nha. Samuel Eto'o từng có thời gian làm đồng đội của Lionel Messi ở Barcelona. Do đó, một phóng viên mới đây đã hỏi cựu tiền đạo người Cameroon về trải nghiệm thi đấu cùng El Pulga. Thế nhưng Eto'o đã gây ngỡ ngàng bằng tuyên bố: "Không, tôi không chơi cùng Messi. Vào thời của tôi thì chính Messi mới thi đấu cùng tôi. Đó là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau." Tất nhiên, lời bình luận trên đã lập tức gây bão mạng xã hội và nhận về khá nhiều ý kiến từ các cổ động viên. Juan Mata đang ở trong giai đoạn khó khăn khi rời câu lạc bộ Vincent Kobe của Nhật Bản chỉ sau thời gian ngắn gắn bó. Thêm một chút thông tin thì thống kê ngôi sao 35 tuổi ở đại diện xứ sở Phù Tang là tương đối ảm đạm và điều này gây khó cho cầu thủ người Tây Ban Nha trong việc tìm kiếm bến đỗ mới. Được biết, hiện tại chưa có quá nhiều thông tin về sự liên hệ của các đội bóng với Mata và các fan sẽ phải chờ thêm để biết được tương lai của cầu thủ này. Với các fan bóng đá thì màn ăn mừng suy nghĩ trong anh gắn liền với hình ảnh của tiền đạo Marcus Rashford. Thế nhưng trong buổi phỏng vấn mới đây thì ngôi sao Orient Germany đã tự tin cho biết bản thân thực hiện động tác trên trước cả chân sút người Anh. Tất nhiên, nhận định này đã tạo ra một vài cuộc tranh luận nhỏ của các fan hai cầu thủ kể trên. Casemiro và Lisandro Martinez đã được nhìn thấy tại sân tập Manchester United thời gian gần đây. Thế nhưng nhiều khả năng bộ đôi kể trên sẽ cần thêm một khoảng thời gian tích lũy thể lực nữa trước khi tái xuất sân cỏ. Nhận định vừa nêu đã được huấn luyện viên Erik ten Hag đưa ra cùng tuyên bố. Họ đã trở lại tập luyện cùng đội và bây giờ là lúc phải thực hiện các bước tiếp theo. Tất nhiên điều này mất vài ngày và tôi nghĩ thậm chí là vài tuần. Vào đêm nay thì Chelsea sẽ đụng độ Middlesbrough ở cúp liên đoàn, nhưng The Blues sẽ không thể có được sự phục vụ của Christopher Nkunku. Thông tin trên đã được chính huấn luyện viên Pochettino tiết lộ trong buổi phỏng vấn mới đây cùng tuyên bố: "Nkunku không có mặt vào ngày mai và chúng ta phải thận trọng. Cậu ấy không tập luyện nhưng đang hồi phục và đó không phải là vấn đề lớn. Nó không liên quan đến chấn thương trước đó mà là một vấn đề khác. Đây là một vấn đề nhỏ ở hông." Quả làm cập nhật kém vui với các fan của The Blue khi mà Nkunku chỉ mới trở lại sau một chấn thương dài ngày trước đó. Cách đây tầm một năm thì Napoli đã gây ấn tượng mạnh khi giành tới 50 điểm sau 19 vòng đầu tiên của Serie A. Tuy nhiên, hiện tại ông lớn của bóng đá Ý mới có 28 điểm và mức sụt giảm thành tích của họ là một kỷ lục buồn với sân chơi cao nhất của xứ sở mì ống. Điều này khiến cho khá ít fan Napoli dám tin vào khả năng đội nhà có thể bảo vệ thành công trước vô địch của mình. Thậm chí xác suất để đội chủ sân Diego Armando Maradona có vé dự Champions League cũng là điều không hề chắc chắn. Ivan Toni sắp hoàn thành lệnh cấm thi đấu và có thể tái xuất sân cỏ. Hiểu được sự chờ đợi của khán giả thì tiền đạo người Anh đã tuyên bố mọi người hãy tập trung quan sát và chờ đợi xem điều gì có thể xảy ra. Thế nhưng một trong những điều được truyền thông quan tâm nhất lúc này là khả năng nhân tố 27 tuổi chuyển đến một đội bóng mới ngay trong tháng giêng. Tuy nhiên, đây vẫn là câu hỏi khó cần được thời gian trả lời khi các diễn biến của thị trường chuyển nhượng vẫn đang hết sức khó đoán. Miami Dolphins là một đội bóng bầu dục nổi tiếng ở Mỹ và đây chính là nguồn cảm hứng để Inter Miami thiết kế trang phục cho mùa giải mới. Theo đó, hình ảnh đồn đoán của bộ áo đấu thứ 3 của tập thể xứ sở cờ hoa đã xuất hiện trên mạng xã hội vào hôm qua và nhận về khá nhiều lời khen từ người hâm mộ. Hãng thời trang Nike đang là nhà tài trợ áo đấu của Barcelona, nhưng có thể sự hợp tác giữa các bên sẽ không còn kéo dài lâu. Nghi vấn trên đã xuất hiện trên báo chí thời gian qua và thu được rất nhiều sự chú ý của các thương hiệu nổi tiếng khác. Tất nhiên, với việc là một trong những ông lớn của bóng đá châu Âu thì đội chủ sân Camp Nou không thiếu những lựa chọn nếu thực sự chia tay Nike. Do đó, các cập nhật về cuộc họp giữa hai bên trong tuần này sẽ là thông tin thu hút sự quan tâm của các culé. Như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu hết những thông tin đáng chú ý nhất về thế giới bóng đá trong 24 tiếng qua.
vào đêm nay thì trận bán kết của liên đoàn giữa Middlesbrough và Chelsea sẽ diễn ra. Do đó kết quả của trận cầu trên cùng nhiều cập nhật nóng hổi khác sẽ xuất hiện trên các video thuộc hệ thống kênh Bình Luận Viên Anh Quân. Còn giờ thì xin chào và chúc mọi người có một ngày vui vẻ và bình an.